một chiếc Mercedes-Benz GLA 200 facelift sản xuất 2018 có ngoại thất là màu đỏ đăng ký biển tỉnh. các chi tiết sơn zin của chiếc xe còn rất là nhiều. Lắm bánh với quãng đường là một vạn km. có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu. để thông tin chi tiết cụ thể về mẫu xe này anh chị và các bạn hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình em sẽ hỗ trợ thông tin cũng như giải đáp những cái thắc mắc của các bác để các bác có thể là dễ dàng tìm hiểu và sở hữu chiếc xe mình đang yêu thích. Sau đây thì em sẽ quay qua một vòng ngoại thất về nội thất của chiếc xe GLA 200 sản xuất 2018 này. Chiếc xe chủ xe đi rất là giữ gìn cẩn thận mọi chi tiết của chiếc xe rồi vậy giữ trong tình trạng hoàn hảo. Hệ thống đèn của chiếc xe trang bị hệ thống đèn LED cũng như là cụm uh, bô xả cân xứng hai bên với những chi tiết rất là hoàn hảo. Mâm lốp của chiếc xe thì nó vẫn giữ ở trong tình trạng rất là đẹp Chủ xe đi rất là ít gần như toàn chỉ vứt gầm ở trong hầm thôi Sơ di của chiếc xe nó còn gần như là tuyệt đối Các bác không tin có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và thả thẩm định về chất lượng của chiếc xe này Hệ thống đèn của chiếc xe có trang bị hệ thống đèn bi kết hợp với đèn halogen chiếu sáng thông minh với những cái chi tiết về cảm biến trước sau đầy đủ một mẫu xe rất là đẹp vừa phù hợp cho anh chị và các bạn di chuyển trong phố một cách dễ dàng. Đây là những phần lốp láp của chiếc xe nó vẫn còn rất là dày. Một dàn lốp Michelin cùng với hệ thống mâm của chiếc xe không hề có hiện tượng xước xác do chủ xe đi ít giữ gìn. Tổng quan sơ si của chiếc xe đây các bác có thể thấy biết được xe là có bị sơn lại hay không. Màu sơn rất là đồng nhất. Từ những cái phần mép cản, mép lối của chiếc xe cũng như là cái phần diềm đây đều không có hiện tượng bị sơn lại nếu mà dính ở trên cái phần đen đen anh chị nhìn thấy đấy mà nó bị dính bụi sơn ấy, thì là chứng tỏ là sơn lại rồi nhưng đây không hề không có chuyện đó với những phần keo chỉ ốc ác vẫn còn trong tình trạng nguyên bản cho ta thấy là không hề có hiện tượng bị thay thế gì cả đấy, các bác có quan sát cùng em để đánh giá chất lượng của chiếc xe cũ còn về option công nghệ thì em mời các bác qua trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm nó sẽ rõ hơn cảm giác anh chị và các bạn cầm lắm vô lăng lái nó sẽ tốt hơn là em tả còn nếu các bác cần xem review đánh giá thì các bác có thể là vào những kênh review đánh giá ở trên mạng nó cũng rất nhiều. Đây là những phần gầm cũng như là cái chi tiết về sơn. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe rất hợp lý ạ. 8,3 lít cho đường trong đô thị và 6,4 lít cho đường kết hợp, 5,3 lít cho đường hỗn hợp. Đây là những chi tiết các bác có thể thấy từ những phần tap ly cánh cửa rồi chất lượng ghế da của chiếc xe nó vẫn giữ được trong tình trạng hoàn hảo không gian phía sau ngồi rộng rãi cho ba người ngồi có trang bị cửa gió điều hòa điều hơi đáng tiếc cho các bác yêu thích cửa sổ trời thì là chiếc xe này không có trang bị cửa sổ trời vì thực tế ra cái cửa sổ trời có thì cũng được mà không có cũng chả sao tại vì đi trong phố rất là bụi không mấy khi anh chị và các bạn mở cửa sổ trời và cái chi phí bảo dưỡng cửa sổ trời nó cũng khá đắt đây là những cái chi tiết về phần ốc bản lề, ốc cánh cửa các bác quan sát cùng em. Cũng như phần bậc lên xuống để đánh giá được chất lượng, xem xe nó có bị thay thế hay đâm va gì về phần thân xe này không. những phần răng cao su rồi những phần phím bấm điều chỉnh chức năng của chiếc xe nó vẫn còn rất là mới. Vô lăng ba chấu bọc ra thích hợp các phím điều chỉnh chức năng, đồng hồ hiển thị thông tin vòng tua, mức tiêu hao nhiên liệu và thông số an toàn có cái trang bị gãy số vô lăng và cũng như cần số sau vô lăng màn hình giải trí hệ thống cửa gió điều hòa và những cái phần phím bấm điều chỉnh chức năng này chị bạn thể thấy rất đẹp ạ à. điều hòa auto đây là những cái phần chi tiết về cái chỗ để đồ cũng như là chỗ để ly cốc yên ngựa chất lượng ghế lái và ghế phụ còn rất là mới các bạn một chiếc xe sản xuất 2018 làm bánh rất ít chi tiết tổng quan Ở trong clip thì nhiều bác nghe đến mà chạy có một vạn thì các bác bảo là tua Nhưng không phải đâu ạ Các bác cứ đến thực tế đi ạ Xem chất lượng với cả cái số km nó có phù hợp hay không Còn đơn vị bán ra thì luôn cam kết rõ cho các bác trên văn bản hợp đồng thuế tờ Xe không đâm va, không gặp nước, bao trách test toàn quốc và có hỗ trợ các thủ tục sang tên di chuyển cho các bác nào đang có nhu cầu ở tỉnh xa muốn mua chiếc xe này và trong video mà em quay mà thiếu sót chỗ nào các bác nào mà cần chi tiết cụ thể liên hệ em em sẽ chụp lại và gửi cho các bác để các bác có thể tham khảo rõ đầy đủ hơn số điện thoại em có gắn trên màn hình nhé em thấy cũng rất lạ là em có gắn số điện thoại trên màn hình mà nhiều bác vẫn cứ hỏi em là sao không để lại số điện thoại tổng quan chi tiết khoang máy của chiếc xe em đã quay qua cho các bác và chiếc xe Mercedes-Benz GLA 200 Facelift sản xuất 2018 hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 1 tỷ 150 triệu, còn thương lượng và có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.